là người trực tiếp chỉ huy, huấn luyện và quản lý bộ đội tại đơn vị cơ sở. Đội ngũ cán bộ sĩ quan trẻ luôn được tạo điều kiện để phát huy kiến thức, kỹ năng đã học tập trong nhà trường của mình và thực tế công tác, được ưu tiên phân công tại các cương vị theo đúng trình độ, chuyên ngành theo học. Các sĩ quan trẻ còn được cấp trên tích cực bồi dưỡng kinh nghiệm, tin tưởng giao nhiều nhiệm vụ để thử thách, phấn đấu và trưởng thành. Đây cũng là mục tiêu quan trọng đã đạt được qua quá trình thực hiện chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo quân đội giai đoạn 2011-2020. Tốt nghiệp trường sĩ quan lục quân 1 năm 2013, khi về công tác tại Trung đoàn 141, Sư đoàn 312 Quân đoàn 1, trên cương vị là cán bộ cấp đại đội, Đại úy Nguyễn Văn Dị gặp nhiều khó khăn khi chưa thể bắt nhịp với cường độ công việc cao và thiếu kinh nghiệm chỉ huy, huấn luyện, quản lý bộ đội. Chỉ huy cấp trên đã thường xuyên sâu sát, bồi dưỡng về kiến thức công việc hàng ngày và tạo điều kiện giúp anh được cọ sát, thử sức tại những hội thi, hội thao huấn luyện cấp sư đoàn, quân đoàn. Từ đây, dần tạo nên sự tự tin ở người sĩ quan trẻ, giúp anh phát huy được kiến thức toàn diện, học tập trong nhà trường. Xác định quyết tâm, cần phải nỗ lực tiếp tục học hỏi nhiều hơn nữa để trau dồi những cái kiến thức đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị là huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu. Đồng thời là tích cực học hỏi những cái kinh nghiệm chỉ huy quản lý của cán bộ ra trường trước và chỉ huy cấp trên. Còn Thượng úy Trần Văn Cường, nguyên học viên trường sĩ quan chính trị, bắt đầu công việc ở cương vị trợ lý tuyên huấn. Mảng công tác quan trọng, xuyên suốt nhiều khâu, nhiều nhiệm vụ, anh phải vừa làm vừa tích lũy kinh nghiệm. Nhận thấy đồng chí Cường có kỹ năng tổ chức hoạt động công tác đảng, công tác chính trị và hoạt động đoàn thanh niên, đơn vị tin tưởng giao cho anh tham gia tổ chức nhiều sự kiện quan trọng, công tác đoàn để rèn luyện, ứng dụng kỹ năng mềm. Qua đó, tạo động lực giúp anh thêm say sưa công việc, quyết tâm cống hiến hơn nữa cho đơn vị. Đơn vị là trợ lý tuyên huấn của trung đoàn thì thường xuyên phải làm tốt cái công tác đó chính là tự nghiên cứu, học tập, thực hiện tốt chức năng là giỏi tham mưu đề xuất cho chỉ huy cơ quan, chỉ huy trung đoàn thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ là đơn vị huấn luyện sẵn sàng chiến đấu thì công tác giáo dục chính trị tư tưởng thì phải càng được quan tâm đầu tư và nâng cao chất lượng hơn nữa trong thời gian tới. Sư đoàn 312 quân đoàn 1 hàng năm đều đón nhận nhiều cán bộ sĩ quan từ các học viện, nhà trường về công tác, được đào tạo bài bản, các cán bộ sĩ quan trẻ đều nhanh chóng hòa nhập với môi trường làm việc, đảm đương tốt được các chức trách, nhiệm vụ trên cương vị được phân công, góp phần nâng cao sức mạnh, khả năng sẵn sàng chiến đấu cho sư đoàn. Cán bộ về đơn vị công tác, anh em đã thể hiện được cái tư duy về lý luận, về khoa học xã hội, về văn hóa, đặc biệt là khoa học quân sự tốt hơn. Việc lắm và vận dụng lý luận nguyên tắc và thực tiễn huấn luyện và thực hiện nhiệm vụ của đơn vị linh hoạt, cái tác phong huấn luyện cũng như tổ chức chỉ huy thực hiện nhiệm vụ chững chạc và mạnh dạn hơn. Sĩ quan trẻ là sức sống của đơn vị, tạo nét trẻ trung, khỏe khoắn, sáng tạo trong mọi hoạt động công tác. Chú trọng tạo điều kiện công tác, tập huấn, trau dồi cho đội ngũ sĩ quan trẻ là công việc luôn được làm thường xuyên, liên tục. Từ đây, bồi dưỡng tạo nguồn thế hệ cán bộ kế cận, đủ đức, đủ tài, làm nòng cốt cho sự nghiệp xây dựng và phát triển của quân đội.